Hãng xe Việt Nam VinFast sẽ bàn giao những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng ở Mỹ từ ngày 1 tháng 3 sau hơn 2 tháng chờ đợi, đồng thời sẽ giảm hơn một nửa giá cho thuê xe VF8 đối với các khách hàng sống tại bang California. Xin chúc mừng! Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, VinFast đã có màn vận chuyển rầm rộ 999 xe phiên bản City Edition từ Việt Nam đến bang California để giao cho khách hàng vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, sau đó hãng xe này thông báo hoãn giao xe đến cuối tháng 2 do phải cập nhật phần mềm. Những chiếc xe sắp được bàn giao này nằm trong lô 999 chiếc được đưa đến Mỹ hồi năm ngoái và sẽ được bàn giao tại cửa hàng của VinFast tại California và sau đó được giao tới nhà cho các khách hàng đã đặt xe, tờ Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ hãng xe này cho biết. Về giá thuê xe, Reuters dẫn email mà VinFast gửi đến các khách hàng tiềm năng ở Mỹ cho biết hãng này sẽ giảm từ 33% đến 54% giá thuê xe VF8 đối với các khách hàng sống tại bang California. Trước đó, VinFast cũng giảm đến $6,500 giá bán đối với các mẫu xe VF8 EcoCity và VF8 Plus City để tăng khả năng cạnh tranh ở Mỹ sau khi Tesla, hãng xe điện hàng đầu của Mỹ, giảm 20% giá bán.